Thưa quý vị, trong buổi kiểm tra khảo sát một số điểm thi, làm việc trực tiếp với Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông 2023 thành phố Đà Nẵng, đoàn công tác Ban chỉ đạo cấp quốc gia kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2023 đã lưu ý Ban chỉ đạo thành phố cần rà soát từng khâu cho đến kỳ thi tốt nghiệp diễn ra. Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm nay, thành phố Đà Nẵng có 13.133 thí sinh đăng ký dự thi. Trong đó có 11.854 thí sinh Trung học phổ thông và 1.279 thí sinh giáo dục thường xuyên tại 29 điểm thi với 551 phòng thi. Đà Nẵng đã huy động 2.625 cán bộ giáo viên nhân viên tham gia công tác thi, tổ chức tập huấn nghiệp vụ, kỹ thuật coi thi, giám sát thi cho cán bộ giáo viên dự kiến tham gia công tác coi thi, phối hợp với công an tiến hành kiểm tra các thiết bị lưu trữ dữ liệu, camera phục vụ cho công tác coi thi, chấm thi. Sở Giáo dục Đào tạo đã phối hợp với Công an thành phố, Sở Giao thông Vận tải để có kế hoạch có một số phương tiện trên một số tuyến đường trong những ngày diễn ra kỳ thi. Chúng tôi cũng phối hợp rất tốt đối với Công an thành phố trong việc đảm bảo an ninh an toàn trật tự tại điểm in sao, các điểm thi cũng như là công tác chuẩn bị cho việc chấm thi. Qua kiểm tra thực tế tại điểm in sao đề thi, điểm chấm thi tự luận, chấm thi trắc nghiệm và một số điểm thi tại thành phố Đà Nẵng, lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý từ nay đến khi kỳ thi diễn ra, thành phố Đà Nẵng cần rà soát từng khâu, chú trọng công tác tập huấn quy chế cho giáo viên, cán bộ tham gia làm thi và học sinh, nhất là lưu ý những điểm mới của kỳ thi. Không nên chủ quan ở bất cứ khâu nào để tạo khoảng trống, tạo khe hở cho các hiện tượng tiêu cực nảy sinh. Các giám thị mà làm cái nhiệm vụ coi thi, làm nhiệm vụ thi là phải nắm vẫn rất là vững quy chế thi. Cái thứ hai nữa là cũng phải nắm được các điểm mới của năm nay. Trong đó thì có cái vấn đề về bảo mật bài thi, đề thi và các cái nghiệp vụ thi là phải nắm rất là chắc. Thứ hai nữa là cũng cần phải rất là quan tâm đến công tác đảm bảo an ninh an toàn cho kỳ thi. Các thành viên trong đoàn kiểm tra cũng lưu ý trong phổ biến quy chế thi cho thí sinh cần phải đặc biệt nhấn mạnh đến tầm quan trọng và tính bảo mật của đề thi. Công tác truyền thông về kỳ thi phải có sự chủ động và truyền thông từ sớm. Trong đó phải mở rộng đối tượng truyền thông, không chỉ có cha mẹ học sinh, thí sinh dự thi, giáo viên, mà còn các tổ chức chính trị xã hội.